Đợt chữ âm 3 này à? 16.2. 16.2 ở đây là người ta cho cái sơ đồ rồi, yêu cầu là lập phương trình hóa học và cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử của mỗi chất trong mỗi phản ứng. Như vậy ở đây là có hai ý. Ý thứ nhất là có Cr tức là crom đấy cộng với khí oxy tạo thành Cr2O3. Bây giờ là nói về trung hòa luôn cô. Em đi cân cái bằng. Vâng. Thế là em cân bằng oxy ạ. Oxy em sẽ cho 3 vào chất Cr2O3. Cân bằng À, oxy cho 2 vào thì chất. cân bằng Phải oxy thì chất. cái cách cân bằng như nào nào? Em để 2 Bên vào này 3 có vào chất. 2 và bên này có 3. Như vậy thì làm sao? Cái nhỏ nhất là 6. Như vậy em sẽ theo bộ chung nhỏ nhất. Số nhỏ nhất chia hết cho 2 và 3 là 6. Đúng không? Như vậy số nhỏ nhất chia hết cho 2 và 3 là 6 thì cái này em phải thêm mấy? Thêm 3 và kia thêm 2. Chính xác, đây thêm mấy? Thêm 2. Thêm 2. Thêm 2 vào đấy thì sẽ có 4 crom nên anh sẽ thêm 4 vào chiếc crom kia. Rồi, 2 x 2 4 crom, như vậy thêm 4 chiếc crom bên này. Chính xác rồi. Như vậy ở đây sau khi làm xong thì người ta hỏi là cho biết tỷ lệ số nguyên tử phân tử của chất trong mỗi phản ứng. Như vậy chúng ta có tỷ lệ như nào đây? Số gì? Số nguyên tử Cr. Số nguyên tử crom. Rồi. À, crom. Cr là crom đấy, đúng rồi đấy. Cr số số phân tử O2. Số phân tử O2. Rồi. Chia cho số phân tử Cr2. Số phân tử và chia cho số phân Cr2. tử và chia cho số phân tử O3. Cr2O3 bằng Cr2O3 bằng 4 chia 1 chia 3 và chia 2. Tức là người ta lấy phân hệ số phía trước này, 4 chia 3 chia 2. Được chưa? Rồi. Viết dịch hàng đây tí nhá. Đây. Chính bằng 4 chia 3 chia 2. Tiếp theo sang ý B. Ý B ở đây là gì? Fe sắt tác dụng với brom để tạo thành gì em? Để tạo thành Fe brom 3. Fe Br 3. Đây em lại cân bằng nguyên tố nào nào? Em sẽ cân bằng nguyên tố brom ạ. Brom, brom bên này mấy? Bên trái mấy? 2. Rồi. Em thêm 3. Bên phải mấy? Bên phải 3. Rồi, như vậy phương pháp cân bằng là theo bội chung nhỏ nhất. Bội chung nhỏ nhất của 2 và 3 là mấy? 6. Như vậy ở đây muốn đưa về bội là 6 thì cái này phải nhân mấy? Nhân 3. Để 3 nhân với 2 bằng 6 đây, bên này nhân mấy? 2. 2, 2 x 3 bằng 6. Như vậy ở đây sắt sẽ có hai sắt, cái này với thêm 2 vào trước em. Rồi, bên phải có hai sắt thì thêm 2 vào phía bên hai trước sắt là trước em phía bên trái. Như vậy chúng ta thấy hai bên cân bằng nhau rồi, sắt này đủ rồi này. Brom bên này 6, bên này 6 đủ rồi này. Như vậy chúng ta có tỷ lệ như nào đây? Cho cô là bằng số nguyên tử Fe. Số nguyên tử Fe. Số phân tử Br2. Số phân tử Br2. Rồi. Và chia cho số phân tử FeBr3. Số phân tử FeBr3 ý là bao nhiêu? Bằng 2 chia 3 chia 2. Em lấy hệ số đứng phía trước, tức là lấy 2 chia 3 chia 2. Rồi. Có thắc mắc gì không? Như thế là đã xong bài 16.2 rồi đấy em. Cái bài 16.3 thì em cũng làm tương tự. Dạ. Kiểu như là mấy cái bài mới học gần đây thì em nhớ, nhưng mà kiểu như mấy cái bài mà học lâu chơi thì nó kiểu như hay quên ấy. Tức là bài nào, ví dụ bài nào? Kiểu như là mấy cái bài đầu đầu ấy cơ. Từ cái bài mà gì ạ? Từ cái gì? Bài nguyên tử phân tử đơn chất hợp chất có còn nhớ hay không?
Thế thì phân tử thì trước cô nói thì nhớ rồi, còn đề thì ba mảng. Thì chỉ có mấy bài đầu thì nó chỉ có mỗi nguyên tử, phân tử, đơn chất, hợp chất, cái công thức hóa học với hoạt kỹ thôi mà. Lát nữa cô sẽ dành thời gian để cô hệ thống lại các bài nhá. Vâng. Bây giờ chữa đi xong rồi dành thời gian hệ thống lại các bài. Như vậy chắc là bởi vì là như này, chắc là 2-3 hôm nay, 2-3 tiết hóa gần đây thì cô không hỏi cái phần bài cũ nên là bị quên đúng không? Các bạn ở nhóm kia thì vẫn học, vẫn hỏi bài cũ. Nhưng mà chắc em cô không hỏi bài cũ nên giờ bị quên rồi à? Được rồi, lát nữa cô sẽ kiểm tra xem thử. Bài 16.3. Cứ không nhớ ở đâu thì nói thì cũng là tốt thôi. Để biết được mình đang bị hỏng ở chỗ nào, đang bị quên ở chỗ nào thì sẽ nhắc lại phần đấy một chút. Nhắc lại thì nhớ ngay mà. KClO3. KClO3 khi nhiệt phân thì tạo thành KCl cộng O2. Lát nữa tầm khoảng có khoảng 10 phút để cô sẽ kiểm tra lại xem thử em đang bị quên ở phần nào một chút. Đây em đi cân bằng với cô nào. Cô là vẫn cân bằng oxy chưa? Oxy, rồi em nói đi. Em sẽ ở đây là bộ trường nó còn hóa 6 thì là em sẽ thêm 2 vào trước KCl3 và thêm 3 vào trước O2, Như vậy thêm ở 2 vào trước đây KCl. ta có phía bên trái có 3 oxy, phía bên phải có 2. Như vậy bội trung nhỏ nhất 2 và 3 sẽ là 6. Vậy muốn đưa về 6 ở đây thêm 2 này, 2 x 3 bằng 6, 3 x 2 bằng 6. Như vậy oxy ở hai Rồi. bên bằng nhau chưa? Oxy hai Rồi bên em bằng sẽ nhau đều bằng 6 đúng không? thêm 2 vào trước KCl. 2KCl. Như vậy tỷ lệ ở đây là như nào? Tỷ lệ bằng số phân tử KClO3 Số phân tử KClO3. chia cho số nguyên tử KCl. Số nguyên tử KCl sai. À, số phân tử ạ. Số phân tử Số KCl phân tử và KCl. chia cho số phân tử O2 Số phân tử O2. bằng 2 chia 2 chia 3. 2 chia 2 chia 3. Tiếp theo, NaNO3 chuyển thành NaNO2 cộng với O2. Em cân bằng như nào đây? Em sẽ cân à em yeah. Em sẽ cân bằng ô chưa ạ? Ô trước cân bằng như nào riêng phân mình này? Đầu tiên là em sẽ thêm 4 phân chất NaNO3, Thêm mấy? thêm 4 ạ. Thêm 4 đấy để làm gì? À chị về Em nói cái phương pháp em cân bằng đây cho cô xem nào. Nói cái phương pháp trước. Đây nhá, riêng cái câu này em chú ý cho cô này. Cái này em sẽ làm ở nháp trước. Coi như là cái bước này là bước đang nháp nhá. Đây, được không? Thì em nhìn này, ta có Na với lại natri với lại nitơ, hai bên bằng nhau cho em. rồi. Bằng nhau rồi đúng không? Như vậy thì chỉ còn phụ thuộc vào cái anh là oxy thôi. Oxy bên này mấy? Ba, 3, bên này oxy đây mấy? 4. 4. Như vậy này, 2 này, đây là có 2 rồi. 2 thì cộng thêm mấy thì sẽ bằng 3. 2 cộng với 1 ạ. Như vậy muốn có 1 thì ở đây sẽ là 1 phần 2. Đây cô đang bảo là cô đang nháp nhá. Vâng. Được chưa? Như vậy ta có này. Đây là Na với N này, đủ rồi này. Bên này oxy 3, đây là 2 này. 1 phần 2 nhân với 2 thì bằng mấy? Một ạ. 1, 1 cộng 2 bên này bằng mấy? Ba. Bằng 3. Như vậy oxy 2 bên đủ chưa? Rồi ạ. Thực ra ở chương trình hóa của cấp 2 thì chúng ta không dùng hệ số. Thường các em sẽ không dùng hệ số là cái phân số như này. Vậy làm sao để cho nó mất cái phân số đi? Để mất phân số thì các em lại chỉ cần làm sao đấy để mất cái mẫu này đi thôi. Vậy muốn mất mẫu đi thì các em phải nhân cái này mấy thì nó sẽ mất mẫu đi. Nhân cả phân số, cái phân số là đang 1 phần 2 này. Em nhân về bao nhiêu để nó mất số 2 ở mẫu?
Đối với hai Nhân 2, nhân số nhỏ nhất là số 2 để 2 rút gọn với 2 này thì nó bằng 1 thôi. Có phải như thế không? có Có phải như thế không? Như vậy có để nó mất cái số hàng mẫu thì em chỉ cần nhân 2. Như vậy khi em nhân 2 cái hệ số này này thì toàn bộ cái hệ số ở phía trước không biết gì, tức là hệ số phía trước là mấy? một ạ. 1, không biết gì tức là nó là 1 nhá, chứ không phải là 0. 1 nên là chúng ta không cần phải điền đúng không? Như vậy Vâng. em khi mà em nhân để em khử cái mẫu này này thì em nhân toàn bộ, nhân là phải nhân toàn bộ hệ số với 2 luôn. Như vậy khi nhân toàn bộ hệ số với 2 cái bước này em đang nhắc, như vậy chúng ta sẽ có được cái phương trình thực tế khi em viết vào thì sẽ như sau. Em đọc nào. Nhân hết toàn bộ hệ số với 2 đi để cho mất 2 thằng 2 này thì là gì đây? Hai nhân cho n3 2NaNO3. Rồi. suy ra là 2 n3 n2 NaNO2. cộng cho 1/2 của O2 Thật không? Cái này cô à, bảo cộng nhân ra với nhân với cái này 1 phần 2 nhân với 2 bằng mấy? một ạ. 1 thì làm gì còn 1 phần 2 nữa? Như vậy số 1 phía trước có cần ghi không? Không ạ, Như vậy cộng với gì thôi? cộng cho O2 ạ. Em có hiểu cái này không? Có Hiểu chưa? Đầu tiên em vâng. cân bằng cái này, em cứ cân bằng là ngoài nháp này. Em được phép để phân số này, sau đó chúng ta khử phân số đi. Hiểu chưa? Như vậy ở đây soát lại này, NA với N đủ hai bên chưa? Đều là mấy? Bốn à hai ạ. Đều là hai này, NA với N đều là hai này. Oxy bên này mấy? Sáu ạ. 6, cái này với cái này là mấy? Bốn ạ. 4 cộng mấy đây? Hai ở sáu Bằng mấy, bằng 6 đủ chưa? rồi. Thế em đã hiểu cái phương pháp cân bằng này chưa? Rồi. Rồi, như vậy ở đây nó có tỷ lệ như nào? Số gì? Số phân tử NaNO3 Chia. chia cho số phân tử NaNO2 chia cho số phân tử O2 Bằng. là bằng 2 chia 2 chia 1 ạ. Chính xác. Đây nhá. Thì chúng ta có là số phân tử này, số phân tử NaNO3 chia số phân tử NaNO2 chia số phân tử O2 bằng 2 chia 2 chia 1. Có còn thắc mắc gì bài này không? Đấy, cái phần tỷ số tự ghi vào nhá. Em chữa vào đi. Riêng cái phần này thì ghi ở đây, ghi rõ ràng ra là đang làm nháp này. Đấy, làm nháp nên là người ta mới để cái dạng phân số ở đây. Sau đó để khử phân số thì các em nhân đúng cái phân số này với cái mẫu này thì nó sẽ khử được. Nhân thì chúng ta nhân một loạt hết. Đấy, nhân đều nhau luôn, được chưa? Tức là tất cả các hệ số đều nhân. Xong chưa? Bao giờ ghi xong thì bảo cô nhé. Xong chưa em ơi? Rồi ạ. Xong rồi gì? Xong rồi nhá, vô xóa nhá. Vâng. 16.4. 16.4 ở đây ta có nhôm cộng với CuO để tạo thành Al2O3 cộng với Cu. Là phương trình hóa học của phản ứng. Như vậy ở đây em đi cân bằng nào? Cân bằng nguyên tố nào đây? Lập phương trình tức là Em đi cân sẽ bằng đấy. cân bằng nguyên tố O chứ. Ô trước. Rồi, ô bên phải có mấy Em ô? ba em sẽ thêm ba vào chất CuO. Thêm 3 vào đây để được 3CuO. Rồi. Rồi sau em thêm ba vào CuO ở bên kia. 3CU, tức là bên bên phạm bên trái lúc này có 3CU thì thêm 3 vào trước CU bên phải để hai bên bằng nhau. Rồi. Rồi em thêm hai vào, em thêm hai vào Al. Rồi. Cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử của bốn cặp chất. Bốn cặp chất nhá, bốn cặp. Tức là cứ hai chất một, hai chất một đấy. Như vậy em có tỷ lệ nào? Số gì? Số nguyên tử của Al, Số nguyên tử nhôm. số nguyên tử Rồi. nhôm chia cho số phân tử Cứ đầu đọc đi, nguyên tử CuO cũng được. CuO, Số phân tử gì? số phân tử CuO Bằng bằng một à hai chia ba 2 chia 3, một cặp, cặp thứ hai. số phân tử Al2O3
Số phân tử Al2O3. chia ra số nguyên tử CU Số nguyên tử CO bằng bằng 1 chia 3. 1 chia 3. 2 cặp. Người ta bảo 4 cặp. Hai số phận số nguyên tử Al Số nguyên tử Al. chia ra số phân tử Al2O3 Số phân tử Al2O3. Rồi. bằng 2 chia 1. 2 chia 1 chính xác. Đây lấy phân hệ số đây. Đây hệ số đây. Phía trước không viết gì tức là 1. Đây phía trước nếu không có gì tức là ngầm hiểu là 1. 1 thì người ta không ghi. Rồi. Rồi bằng số phân tử CuO Số phân tử chia CuO cho số nguyên tử CuO chia số nguyên tử CO bằng bằng 3 chia 3. chính xác 4 cặp đấy. Vậy em chữa vào đi. Sang bài 16.5 nào. Bài 16.5 người ta cũng nói yêu cầu giống như bài 16.4, tức là cân bằng và nêu ra 4 cặp. Ta có BaCl2 cộng với AgNO3 để tạo thành AgCl cộng với BaNO3 hai lần. Nào em cân bằng nào, em cân bằng theo nhóm cũng được. Nhóm NO3. Nhóm NO3 bên này có mấy nhóm NO3 em? NO3 tất cả mấy lần đây? Bên này có 2 lần. Như vậy em sẽ bên này em sẽ cân bằng đây, em thêm mấy đây? Em sẽ thêm 2. 2. 2 như vậy đã có 2 nitơ này, đủ chưa? Rồi ạ. 6 oxy chưa? Rồi ạ. Rồi, tiếp theo BA hai bên bằng nhau chưa? Rồi ạ. Cân bằng thì là sang nguyên tố tiếp theo nào? Anh nghĩ thêm 2 vào trước AgCl. Hai đây. Bên này có mấy AG bên trái? Bên này có 2. Và có mấy CL? 2. Bên phải có hai chưa? Rồi. Hai rồi đúng không? Được. Như vậy ở đây sau khi cân bằng xong thì chúng ta cũng có 4 cặp. Thì chúng ta có tỷ số như nào nào? Số phân tử BaCl Số phân tử BaCl2 chia cho số phân tử AgNO3 bằng chia cho bằng 1 chia 2. ở đây người ta nói là giống như là bài 14.6, tức là phải chỉ ra được là 4 cặp, tức là cứ một cặp thì có hai chất như này này, em chỉ ra 4 cặp chứ không phải là chỉ ra một loạt, hiểu không? Có Rồi tiếp theo số phân tử AgCl chia cho số phân tử BaCNO3 hai lần. BaNO3. BaNO3. Đây là NO3 đây này. Bằng Bằng cho là 2 chia cho 1 ạ. 2 chia 1, tức là lấy hệ số phía trước chia nhau. Hệ số phía trước nếu không có gì thì là 1. Tiếp tục đi em. Số phân tử BaCl2 chia cho số phân tử AgCl Bằng
một chia hai, hai. Rồi. Số phân tử AgNO3 chia cho số phân tử BaNO3 hai lần. Bằng 2 chia 1. Rồi. Chuyển nhanh cái này vào. Vâng. Xong chưa? Sang bài 16.6. 16.6 ở đây yêu cầu giống như là bài 16.4. À đâu, bài đấy là bài 16.6 là biết rằng chất natri hydroxit tức là NaOH tác dụng với dịch axit sulfuric là H2O4 tạo ra sản phẩm là natri sulfat và nước. Lập phương trình, em viết phương trình cho cô nào. NaOH Nào hả? cộng với H2SO4 Cộng H2O4. sẽ ra được là Na2SO4. Na2SO4. Và nước kìa. Nước có công thức là Cộng gì? cho O2 H2O, nước là gì? à, cộng 2 O, nước nước 2 O. O2 thì nó là công thức của gì em? Hai là chính thức của khí oxy à? Khí oxy, còn H2O mới là của nước. Như vậy ở đây ta có là NaOH cộng với axit sulfuric tạo thành là natri sulfat và nước. Cân bằng phương trình nào em ơi? Em cô là đầu tiên em sẽ cân bằng phương trình Na, Na, Na sẽ bên thêm phải là mấy? hai, sẽ thêm hai chất NaOH. Rồi. Sau đó em sẽ thêm Cân bằng sang nguyên tố hydro nào. Bên trái có mấy hydro đây? bên trái có hai, bên phải có hai. Hai Em á. sẽ thêm Hai với em sẽ đây thêm mấy hai vào cơ? trước hai nữa, em sẽ thêm Hai hai với vào trước hai với này. hai hai ô Hai với hai thì bên trái có mấy hydro? bốn ạ, 4, như vậy bên phải đây có mấy? bốn ạ, em sẽ thêm hai trước hai. 2 thêm 2 cứ H2O thì nó sẽ thành 4 hydro này. Ok. Đây là 2 hydro cộng với 2 thì bằng 4 hydro. Như vậy phải thêm đây để đổi hydro hai bên bằng nhau. Rồi. S đủ chưa? Rồi ạ. S đủ rồi này, natri đủ rồi này, hydro, em sót sang oxy nào. Oxy phía bên phải có Oxy mấy cũng đủ rồi oxy? ạ. Oxy phía bên trái có mấy ô đây? Bên trái có 2 ô. 2 cộng với mấy đây? 2 cộng 1 là 6. 2 cộng 4 bằng 6, đây là mấy? Đây cũng là 6. 4 cộng 2, đây cũng 2 này, 4 này cộng với 2 này thì cũng bằng 6. Như vậy là đã cân bằng xong. Em hãy cho biết tỷ lệ của NaOH lần lượt với số phân tử của ba chất còn lại, tức là em vẽ ở đây chúng ta sẽ có ba tỷ lệ của Na lần lượt với từng cái này. Rồi. Có như nào nào? Số phân tử Số phân tử NaOH NaOH chia chia cho số phân tử H2SO4 phân tử H2O4 bằng bằng 2 chia cho 1. 2 chia 1. Rồi. Số phân tử NaOH Rồi.
chia cho số phân tử N2, R4 Phân tử N2, R4. bằng 2 chia 1. Rồi. Rồi số phân tử NaOH. Trưa không ngủ à? Vâng, học văn. Chia số phân tử 2O bằng 2 chia 2. Xong, như thế là đã hoàn thành xong thêm bài tập 16.6. Em có thể dừng lại. Hoàn thành đi. Làm vào vở đi.